Em ơi, cho anh một bát như thế này nữa nha. Vâng ạ. Nhanh cái. Dạ đây, bát thứ hai của anh đây ạ. Có đúng cái bát như vừa rồi không đấy? Đúng như hệt cái bát vừa rồi đấy. Đúng ạ. Cảm ơn, cảm ơn. Quả ngon quá. Em ơi. Dạ. Tính tiền anh cái. Vâng, của anh là bát thứ nhất là hết 30.000. Bát thứ hai là em tính 50.000. Tổng cộng là hai bát là 80.000 ạ. Này, có cái gì sai sai không? Dạ, hai bát giống nhau, tại sao thì cái này 30.000, cái này 50.000? Không có sai đâu ạ. Em tính là đúng rồi đấy anh ơi. Vô lý thế này. Tôi gọi hai bát giống nhau đúng chưa? Đó. Tại sao được hai giá tiền lại khác nhau? Bát đầu tiên là 30.000 và bát thứ hai em tính 50.000. Này, làm ăn được đấy nhá, đây là quán chém à? Hả? Làm gì có cái chuyện tôi ăn nhiều nhá, tôi còn chưa nói cái chuyện là giảm giá hay không. Làm gì có cái chuyện là bát sau được nhiều hay là tiền hơn bát trước? Hả? Anh chờ một tí nhá. Ừ, vẫn. Đây, hóa đơn tiền điện của nhà cao ông đây. Tôi đi ăn phở liên quan quái đến cái hóa đơn tiền điện này. Tại sao không liên quan? Đây, tiền điện của các ông đây. Các ông tính là càng dùng nhiều thì càng tăng. Và tại sao? Đây, điện của các ông đây. Dùng 100kW đầu thì một giá. Đến 100kW sau lại một giá thêm, lại tăng gấp đôi. Càng dùng lại càng tăng. Đây, đây, ông xem đi, ông nhìn đi. Các ông tính như vậy thì tôi tính quán của tôi tính là như thế. Ông nhá, đấy là ông ăn 2 bát thôi. Chứ ông mà ăn 3 bát, tôi còn tính hơn nữa cơ. Tôi lại, tôi chẳng biết. Tôi ăn phở, không được phải lên điện. Thế thôi. Thế bây giờ tóm lại là ông có trả hay không? Em ơi, biết. Ông đang lấy phở của chị đâu nhở? Dạ đây ạ. Bây giờ có tính hay không? Bình tĩnh, bình tĩnh. Đâu còn có đấy. Ăn là phải trả không?